Từ ý nguyện của Bác trải qua 60 năm, nhìn lại chặng đường đã qua, ngành dầu khí mà chủ lực là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN, trong các bước ngoặt lịch sử đều có dấu ấn và sự chỉ đạo thành công của Đảng, Nhà nước, thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 7 năm 1959 đã đi vào lịch sử của ngành dầu khí khi Bác Hồ trong chuyến thăm khu công nghiệp dầu lửa Baku, Azerbaijan đã đề nghị Liên Xô giúp Việt Nam xây dựng những khu công nghiệp dầu khí mạnh. Đề nghị của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày ấy đã đặt nền móng cho sự phát triển của ngành dầu khí Việt Nam, là niềm tin và ước vọng của đất nước, là kim chỉ nam trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của ngành dầu khí. Ngay sau chuyến thăm Baku, Đảng và Bác Hồ đã có những quyết sách đúng đắn, sáng suốt mở đầu cho sự hình thành và phát triển nhanh chóng của ngành dầu khí. Nhiều cán bộ đã được Đảng và Nhà nước cử sang Liên Xô cũng như các nước xã hội chủ nghĩa để học các chuyên ngành về dầu khí. Liên Xô cũng đã cử nhiều chuyên gia có kinh nghiệm giúp Việt Nam nghiên cứu khảo sát, đánh giá triển vọng dầu khí, từ đó xây dựng kế hoạch tổng thể về công tác tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở miền Bắc Việt Nam mang tên Địa chất và triển vọng dầu khí ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Tuy nhiên, hoạt động dầu khí hiện nay phải đối mặt với rất nhiều rủi ro, thuận lợi ít đi, khó khăn và thách thức nhiều hơn. Hơn bao giờ hết, ngành dầu khí cần sự tạo điều kiện để tháo gỡ những vướng mắc, rào cản về cơ chế và các quy định lạc hậu nhằm đưa ngành dầu khí phát triển nhanh và bền vững. Kỷ niệm 60 năm ngành dầu khí, thực hiện ý nguyện của Bác Hồ là dịp để người lao động dầu khí cùng ôn lại chặng đường lịch sử vinh quang, nhằm cùng nhau phát huy truyền thống của các thế hệ những người đi tìm lửa, đồng thời nêu cao ý thức thương hiệu Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gắn với thương hiệu quốc gia, lợi ích của PVN gắn với lợi ích của đất nước.